Do vậy mà đạt tới cái mức thứ hai đó là ta gọi là vô sanh, khổ đế vô sanh, tập đế vô sanh. Tập đế, thường thường chúng ta là bị tập đế nó tác động, nó hoàn thành ghê gớm mà. Đúng ra là nếu mà không có chánh niệm, không có biết tu hành chút nào á, thì từ ra cái ngủ mê, cái thức dậy là dường như là khổ đế bắt đầu ào ạt hoạt động ngay trong cái đầu óc của ta rồi. Nào là ý niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi, về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nào là phẫn hận, phu não, tật sang. Nào là hỷ nộ, ai cụ, ái ố dục, cái hoạt động ào 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 ào. Tất cả cái đó đều là tập đế và con cháu của tập đế, dòng dõi của tập đế, tức là vô minh. Nhưng mà người mà có tính niệm thì là phiền não vô minh, vừa nói đâu có lý do để sanh. Thí dụ như Đức Phật của chúng ta, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, vô dị tưởng, vô bất định, tâm vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí hoàn hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí hoàn hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí hoàn hành, trí huệ tri quá khứ, hiện tại, vị lai vô ngại. Đó là thập bát bất cộng pháp của Phật, 18 món mà người thường không có được. Bồ Tát cũng chưa có được trọn vẹn 18 món đó. Thế thì là 18 món bất cộng đó bảo chứng rằng là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thế Tôn cỡ đó rồi, là không bao giờ có tập đế mà sanh ra được. Phiền não vô minh không có cơ hội để sanh. Vì vậy mà cái bước thứ hai ta gọi là vô sanh diệt tập đế. Vô sanh tứ đế là khổ đế, vô sanh tập đế, vô sanh. Mà bây giờ nó là đại chúng đây nè, các vị có thể thí nghiệm được đó nha, chứ không phải là nói như vậy là để dành cho Phật đâu. Không, chúng ta có thể thí nghiệm được tập đế có thể vô sanh đối với ta, nếu ta chấp nhận, ta tin hiểu đạo Phật, chúng ta có thực hành chánh pháp, quyết đi con đường giải thoát, xa lìa bất dục vọng, chúng ta có thể làm được. Chỉ có cái điều là phải thành thật là nói là mình không làm được cái thời gian lâu dài. Mình thua A-la-hán, thua Bồ-Tát, thua Phật là ở chỗ đó, chứ không phải là cái nào mình cũng thua hết. Có những cái Phật làm được, mình vẫn làm được. Cái thường trú chân tâm của Phật, Phật phát hiện ra luôn luôn là sống trong thể tánh tịnh minh, trong chân tâm thường trú. Ta cũng có khả năng phát hiện cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của ta. Ta sống trong thời gian nào đó, có trong ngày, nếu ta vận dụng cái trí tuệ và quyết đi trên con đường giải thoát thì ta có được. Chỉ có cái điều là thành thật mà nói là hoàn cảnh và môi trường và ý chí của ta nó như thế nào đó, nó chưa đủ nghị lực để nó đi dài suốt 24/24 tiếng đồng hồ. Vì vậy cho nên là ta gọi là hốt giác hốt mê. Nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự tiền như tự phước, chật tính rồi chật mê. Vì chật tính chật mê cho nên tự mình buộc, tự mình trói mình, chứ không phải mình không phát hiện được cái tính thanh tịnh, cái Phật tính của mình. Cho nên cái tập đế vô sanh mình có thể làm được. Trong thời gian mà để cái tâm thanh tịnh, tư duy quán chiếu chân lý, mình có thể thanh tịnh được thời gian đó, thì thời gian đó không có vô minh, không có kiến hoặc, không có tư hoặc, không có chi mà phiền não. Thế thì chẳng phải là tập đế vô sanh là gì? Lúc đó không còn phiền não vô minh gì hết. Cho nên nào cái vô sanh tứ đế là nó lợi vậy đó, để cho mình thấy rõ là cái chân lý khổ đế thật sự có khả năng, có điều kiện và có lúc thật sự ta thấy cái tính chất vô sanh của nó, và tập đế cũng vậy. Rồi diệt đế cũng tính phải thấy cho rõ cái tính chất vô sanh của nó. Diệt đế tức là niết bàn, là an lạc, là thảnh thơi, là nhẹ nhàng đấy. Cái niết bàn có lúc nào nó sanh đâu? Có lúc nào sanh đâu? Vì nó không có diệt, cho nên nó không có sanh. Chửi bới là thị phi nhân ngã, cạnh tranh tốt xấu hơn thua ở nhà, ở ngoài chợ nhiều lắm chứ.
Thế thì ta ở đây mà cái đầu ta rỗng rang, nó thanh tịnh, nó có một không gian vô tận về mặt không gian, một không gian an lành về mặt là ở trong đầu óc của chính mình. Thế là lúc bây giờ đây là mình đang có niết bàn đấy chứ. Mà cái đó nó đâu mà phải nó mới sanh hồi nào đâu. Hễ mình mà có cái điều kiện, có cái duyên mà mình xa lìa được cái dục vọng, cái thị phi, cái phiền não, thì niết bàn nó hiện ra. Do vậy cho nên là niết bàn không có sanh, mà niết bàn lúc nào cũng vẫn tự có. Thân tại hải trung hư bích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Các bậc tiền bối đã đúc kết cái câu đó. Tất cả mọi người chúng ta là đang tắm trong cái biển nước ngọt đó chứ. Chỉ có cái điều là nếu như ta không có trí, ta là người vô trí, ta là người bệnh tật gì đó, điên loạn gì đó, ta nằm ở trong, ta tắm ở trong cái biển nước mát, nước ngọt mà ta không biết rồi ta đang tắm. Và có khi ta khát nước vô cùng mà ta bị dày dò vô cùng mà ta không biết há miệng ra để mà uống nước. Thế thì là dầu ở trong biển nước ngọt mà vẫn khát nước, dầu ở trong biển nước mát mà không thấy mát, là tại vì cái bệnh loạn trí của mình. Phải đem nước biển mà truyền thì nó mới sống, chứ còn chỗ uống nước nó không uống. Thì nằm dưới cái biển nước ngọt làm sao tự nó uống được. Và nó tắm là chẳng qua là mình đem mình để cho nó không biết nóng là gì, cũng biết là mát là gì, thì có thải dưới biển đi nữa thì cái người mất trí như vậy có được cái mát gì của nước biển đâu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong cái biển nước mát, nước ngọt, trong cái biển niết bàn đây. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhận thức được niết bàn thì ta đang sống trong niết bàn. Bằng ta không biết nhận thức được niết bàn thì ta ở trong niết bàn mà ta không có nhờ cậy gì được niết bàn hết. Giống như cái người điên loạn mất trí mà thải ra dưới biển vậy, thải dưới biển nước ngọt vậy, khát nước điên, chịu điên thôi chứ không biết thải không phải uống, và không hề thấy biết cái mát là gì của nước. À, do vậy cho nên là diệt đế hả? Diệt đế vô sanh, lúc nào cũng có niết bàn hết. Mà thấy được niết bàn, biết được niết bàn hay không là tâm có chánh niệm, có chánh định hay không. Do vậy cho nên là học được cái vô sanh tứ đế này á, tu hành đâu có thèm cầu nguyện đi đâu. Cầu đi đâu là nói dốc, nói láo, nói bịp, chứ không có đi đâu hết á. Cầu đi đâu là gửi gắm tâm hồn trong một thế giới không bao giờ hiện thực. Vì sao vậy? Vì một là tất cả là một. Vì pháp giới là nhất, nhất chân. Pháp giới là bất nhị. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Chỉ có người tương tư là không thấy mùa xuân, chứ cảnh xuân là cảnh toàn diện của đất nước kia mà. Niết bàn vô sanh mà, trên mặt đất này và trên vũ trụ bao la này đều là niết bàn hết đấy. Nếu tâm mà không có dục vọng là niết bàn, ngồi đâu hưởng niết bàn đó. Cho nên Như Lai ngồi đâu, gọi là cái chỗ Như Lai ngồi là cái tòa sư tử, là cái nghĩa đó đó chứ. Bất cứ ngồi đâu, ngồi bờ ruộng, chỗ Như Lai ngồi cũng gọi là tòa sư tử. Vì cái trí tuệ của Như Lai, lời dạy của Như Lai cho mọi người, lý luận đối với ngoại đạo tà giáo đều là không bao giờ sai chân lý. Cho nên là người trí là phải tiếp nhận cái chân lý để mà nghe, để mà học thôi. Do vậy cho nên là ngoại đạo tà giáo so với chánh pháp của Phật giống như các muôn thú đối với sư tử vậy. Sư tử là chúa sơn lâm, cũng là cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa niết bàn tôi gọi là vô trụ xứ niết bàn. Niết bàn vô sanh. Tu hành mà cầu mong niết bàn gửi gắm tâm hồn sau khi chết hoặc là ở cảnh giới xa xôi là sai rồi. Phí công uổng sức cái tưởng tượng đó, nó lao tâm mà trí không cần thiết.
chỗ này nghe phải tư duy rồi, phải chính mình tư duy rồi mình mới tiếp nhận chứ. Chứ tôi nói là không có gì bảo đảm hết. Nhất thiết chỉ pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly ngôn thiết tướng. Chân lý nói không có rồi đâu, không có rõ được đâu. Cho nên là tôi nói là tôi gợi ý. Rồi đại chúng mà là người muốn tu là tự mình phải tư duy mới hưởng được cái kinh an, cái giải thoát, cái tự tại đó. Giống như là kinh thường mượn cái tấm nước này nói là nhân dân ẩm thủy là lãnh noãn tự tri. Muốn biết hương của nước, vị của nước, độ ấm mát của nước cỡ nào, chỉ có người uống nước thôi, chứ còn nhờ tôi nói các vị không bao giờ biết được cái tấm này. Nhờ tôi nói không bao giờ các vị biết được cái hương vị, cái độ ấm lạnh của nước. Thành ra tôi là mượn cái lời kinh và qua cái lời tôi gợi ý, chứ lời nói không bao giờ diễn đạt hết được chân lý. Người xưa ta gọi là ý tại ngôn ngoại đó cơ. Cái ý nó ngoài lời nói. Thế thì là khổ đế vô sanh, tập đế vô sanh, diệt đế vô sanh. Bây giờ tới đạo đế vô sanh. Đạo đế như chúng ta học là gì? Trong đó nó chứa cái chất liệu, cái kinh điển nó thành cái chất liệu để cho người ta tu hành, để mà từ địa vị phàm phu mà đi lên niết bàn, từ địa vị đạo đế mà đi lên diệt đế, có nghĩa là từ địa vị phàm phu mà đi lên niết bàn. Cho nên chữ đạo đế có nghĩa là con đường khai thông. Ai học pháp đó, hành theo pháp đó là nó khai thông con đường thẳng tắp từ địa vị phàm phu mà nó đưa người ta tới cái niết bàn. Từ cái địa vị đạo đế này nó đưa người ta thẳng tới cái chỗ diệt đế. Do vậy cho nên diệt đế là quả mà đạo đế là nhân. Thế thì đạo đế nó gồm 37 món để cho cái người hành đạo lấy đó mà làm cái chuẩn mực để mà hành đạo. Nhưng mà cái đạo đế này mình đạt tới cái trình độ mà tu cao như là cái bước thứ hai đây đó, là đạo đế vô sanh. Tại vì anh đau bụng, anh tháo dạ, cho nên là tôi nói cái vỏ ổi với trái cao tầm dung với cái tà chát là cái tà hương đó, tà. Anh nhai anh nuốt cho nó chặt bụng, tôi nói nó là thuốc. Tôi bày cho anh đó là một toa thuốc, thêm một chút gừng nữa. Thế thì là một chút gừng bằng ngón tay út và một nhúm trà và một miếng cao tầm dung và một chút đọt ổi. Bốn cái đó anh nhai đi rồi anh nuốt, chắc rất anh nuốt. Thế thì là anh sẽ hết thao dạ. Đó là tôi nói theo kiểu đồng quê hồi xưa. Không phải ở cái chút xíu nào cũng chạy lại tiệm thuốc như ở đây đâu. Ở đồng quê ta vậy đấy. Còn cái người bị cảm nắng thì ta xuống mương ta móc một chút củ bồ mà mình dị thuốc được gọi là lương cương á. Một củ bồ, một nhánh quát hương, rồi một mớ lá chanh, lá bưởi, lá khế, lá ngải cứu, đem về người ta làm một nồi xong, người ta xong, xong nó giải cảm ra cái nó hết. Thì bây giờ người ta nói là các thứ đó là thuốc đấy. Các cái thứ mà vừa kể là thuốc, thuốc hết. Là cái thuốc mà cao tầm dung với cái tất chát đó trà đó mà. Thuốc đó là trị cho cái người tháo dạ. Còn cái bồ quát hương, lá khế, lá bưởi, vân vân cái nồi nó xong ngày cứu được đó là cái thuốc, là để cho cái người cảm nắng nấu nồi xong. Vì vậy mà cỏ nó thành ra thuốc, gọi nó là thuốc. Mà khi người ta không có bệnh đó thì cái mà gọi là thuốc đó nó lại là không có thuốc gì hết, mà nó là cỏ, nó là đồ bỏ đó cơ. Chẳng ai thèm ngó ngàng tới nó là đồ bỏ. Nhưng mà khi cần thì nó là thuốc. Mà cần là ai cần? Cần là người bệnh, người có bệnh cần thì nó trở thành thuốc. Còn người không có bệnh, không có ai có bệnh hết, thì tất cả những cái gọi là thuốc nó lại là thành đồ bỏ, là cỏ. Thì đạo đế cũng vậy.
cái pháp gọi là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo. Nó là thuốc đối với những người phàm phu còn nhiều dục vọng, còn nhiều kiến tư hoặc vô minh phiền não hành quanh, cho nên nó là thuốc, nó là trợ đạo, nó là con đường khai thông, phải dựa vào đó mà tu thì mới đi lên nước bạn được. Nhưng mà thực chất đâu có phải người nào cũng phải cần nó, cũng giống như là thực chất là đâu phải người nào cũng cần quát hương bồ bồ độc ổi cao tầm dung, mà những người bệnh mới cần, những người không bệnh thì ai cần. Do vậy cho nên là đạo đế về mặt tương đối tục đế cho những người phàm phu thì gọi nó là pháp 37 phần trợ đạo đó, nó là chánh pháp của Như Lai dạy đấy. Nhưng mà lý luận cao hơn nữa, đi vào trên con đường học đạo hành đạo mà tới chỗ chứng đạo rồi đó, thì cái đồ bỏ này không cần nói tới. Cho nên đạo đế vô sanh. Thế thì là khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt vô sanh, đạo vô sanh. Không có cái nào cần đặt ra đến vấn đề. Do vậy ta phải là vô khổ tập diệt đạo. Như là khổ không có, tập không có, diệt không có, đạo không có. Không có với lý do là như vừa nói là con người mà không có bệnh thì thật sự ra những cái món gọi là thuốc không cần. Còn nói về cái mặt sanh diệt tứ đế là nói với người bệnh, nó rất cả. Cái đó hơi khó nghe nha, để chúng nghe để ý cẩn thận mới thấy được. Đó là cái món tứ đế thứ hai rồi đó.